Xin chào các bạn học sinh khối lớp 4 của trường tiểu học Trần Thị Ngọc Hân. Hôm nay cô rất vui được gặp các bạn ở tiết học toán. Trong các tiết học trước, các bạn đã được làm quen thêm một hình mới, đó là hình thoi, cũng như biết được cách tính diện tích của hình thoi. Hôm nay, cô trò mình sẽ cùng nhau ôn lại các kiến thức đó qua bài luyện tập sách giáo khoa trang 143. Bước vào bài tập số 1, tính diện tích hình thoi biết. Câu A, độ dài các đường chéo là 19cm và 12cm. Câu B, độ dài các đường chéo là 30cm và 7dm. Để làm được bài tập số 1, các bạn hãy dành thời gian nhẩm lại công thức tính diện tích hình thoi giúp cô. Nào, bây giờ cùng hướng mắt về màn hình để kiểm tra phần kiến thức các bạn vừa ôn lại nhé. Muốn tính diện tích hình thoi, ta có công thức S bằng M nhân N trên 2. Trong đó, M và N chính là độ dài hai đường chéo của hình thoi. Ở bài tập này, cô lưu ý cho các bạn. Các bạn hãy chú ý đơn vị đo của hai đường chéo nhé. Qua bài tập số 2, một miếng kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 14cm và 10cm. Tính diện tích của miếng kính đó. Bài tập này, các bạn cũng vận dụng kiến thức chúng ta vừa ôn tập để thực hiện. Và lưu ý, trình bày bài giải theo hướng dẫn đã được học. Và cuối cùng là bài số 4, phần thực hành. Các bạn hãy chuẩn bị một tờ giấy hình thoi, sau đó gấp tờ giấy đó theo hình vẽ bên dưới để kiểm tra các đặc điểm sau đây của hình thoi là bốn cạnh đều bằng nhau, hai đường chéo vuông góc với nhau, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Và sau đây là quy trình các bạn thực hiện. Hình số 1. Hình số 2. Và hình số 3. Các bạn lưu ý gấp theo hướng mũi tên chỉ dẫn. Trên đây là 3 bài tập của tiết luyện tập ngày hôm nay. Các bạn hãy hoàn thành và vở tự học và nộp về cho giáo viên chủ nhiệm. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Cô chào và hẹn gặp lại các bạn.